Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay chủ đề là Go. Mình đã ta chơi Go Dog hết ha. Go Dog thì tôi mở chén. Ê các bạn, cấp máy chưa? Em mình đã có trái hoạt trinh. Chưa có trái hoạt trinh ha. Bạn, em tôi có trái lửa. Giờ mình sẽ có đây là cái người gì đây? Mẫu không. Ê. Ê sao? Gãi cái chỗ luôn nè. Mới lên cấp 32 heo các bạn. Thông cảm. Mình chỉ có 2 chiêu. Đây là mình sẽ chơi của anh đây. 2 đứa chết. Bây giờ 56. Mình nữa mới mình mới mua trái hát đó nha các bạn. Trái này là trái kính. What? Ai bao nhiêu hả? Wow. Trời gì kìa bạn. Giờ mình sẽ tới bên đây ha. Đừng có mất nha. Nữa. Này, sao? Cái gì? Có bố bông. Mình kiều. Giờ mình sẽ lên. Đây là trái của mình ăn có trái lửa ha. Hello các bạn, mình cấp 50, cấp level 56 mình có trái lửa nha. Cổ vườn cho đó. Bây giờ mình mạnh rồi. Hello các bạn. Mình sẽ tăng tốc máu lên ha. Hơi ít máu thôi. Tôi tắt tóc mạnh lên con mọi người. Giờ mình sẽ bắt đầu là tôi với cháu tôi sẽ qua hòn đảo mà mình chưa đủ điều kiện. Đây là người Thank you.
Trúc Phi. Santana chưa? Nè, nó đây nè. Mới lượm được cái kiếm hát. Đâu? Ôi, tôi giống cái kiếm mũi gì? Đâu? Kiếm mũi đâu rồi? Quý cụ uống cái con đó ra. Lớp đầu ra. Ok, uống gì? Một kiếm thôi xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm mấy cái hạt gà rán nha. Gà rán cá xê. Đi một cái. Đi cút cá. Bên này không có gì. Quay lại cái con cấp 20 đi. Kìa. Chừng nào mà lên nhiều đi cơ, ông mới cho ông mới nếu mà ông rớt cái kiếm ra mới được nha. Đánh nóc sao ở đây mình bắt đầu không rồi nè.
quà chừng nào kiếm thôi. Bê ta gì? Mua gì đây? Mua gà cái tái gì? Để nó mua gì cái trái gì anh? Để ăn trước vậy các bạn. Nè, trái nó khùng gì mà người tưởng tin nó. Mình sẽ quay lại nha các bạn. Bye bye.